Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Quang Trương. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Cộng đã thông báo tập trận và cấm tàu bè vào Biển Đông. Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 11, quân đội Trung Cộng tiến hành đợt tập trận tại phía tây bán đảo Lôi Châu, tức Vịnh Bắc Bộ. Tài khoản Twitter của Nhân dân Nhật báo Trung Cộng bản tiếng Anh vào ngày 16 tháng 11 đăng tải tấm ảnh đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa kèm thông báo tập trận ở Biển Đông và cấm tàu bè qua lại trong khu vực có bán kính 5 km. Theo như thông báo, Trung Cộng sẽ tiến hành huấn luyện quân sự tại Biển Đông từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Một thông báo khác của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Cộng cũng thông báo về cuộc tập trận ngoài khơi Hồng Kông ở phía bắc Biển Đông, gần đảo Đông Sa của Đài Loan, bắt đầu ngày 17 tháng 11. Theo các thông báo của hai cơ quan gồm Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông và Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, thì từ đầu năm tới nay, quân đội Trung Cộng tiến hành ít nhất 8 cuộc tập trận tại Biển Đông, trong đó có 5 cuộc xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ sắp công du Việt Nam. Thưa quý vị, Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ông Robert O'Brien, trong tuần này sẽ có chuyến công du sang Việt Nam. Hãng Reuters loan tin vào ngày 17 tháng 11 dẫn lời của một quan chức Hoa Kỳ không muốn nêu danh. Theo đó, thì chuyến thăm của Việt Nam lần này của ông Robert O'Brien đến Việt Nam sẽ bắt đầu kể từ ngày thứ Sáu 20 tháng 11 cho đến ngày Chủ nhật 22 tháng 11. Hãng Reuters có gửi yêu cầu đến Bạch Cung và đề nghị xác nhận về tin này nhưng chưa được đáp ứng. Chuyến làm việc như vừa nêu của Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ông O'Brien, được thực hiện tiếp theo sau chuyến thăm vào tháng qua của Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo. Chuyến đi Hà Nội của ông Mike Pompeo diễn ra chỉ một tuần lễ sau khi mà một người Mỹ gốc Việt đó là ông Michael Nguyễn được trả tự do về lại Hoa Kỳ. Ông Michael Nguyễn bị Việt Nam kết án 12 năm tù với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Hơn 60% đại biểu Quốc hội không đồng ý tách luật giao thông đường bộ. Hơn 62% đại biểu Quốc hội của Cộng sản Việt Nam, tương đương 302 người, đã bỏ phiếu phản đối việc tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ. Đồng thời, kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội cho thấy có đến hơn 66% số đại biểu Quốc hội, tương đương 321 phiếu, phản đối việc giao Bộ Công an chức năng quản lý, đào tạo và cấp giấy phép lái xe, thay vì Bộ Giao thông Vận tải như từ trước cho tới nay. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết vào sáng 17 tháng 11, dự thảo luật giao thông đường bộ mới gặp nhiều chỉ trích của người dân vì lo ngại Bộ Công an được giao quá nhiều trọng trách trong việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Và điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng tiêu cực, tham nhũng hơn nữa trong ngành công an. Sạt lở núi tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi tại Quảng Nam. Thưa quý vị, nhiều huyện tại tỉnh Quảng Nam xảy ra động đất, sạt lở núi, trong đó là tuyến quốc lộ 40B nối huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum đang bị chia cắt do trận sạt lở núi mới nhất đã gây nên. Ông Đinh Văn Vượng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My đã đưa tin vào ngày 17 tháng 11. Theo lời ông Vượng, thì trên quốc lộ 40B xuất hiện đống đất đá cao 4 mét được xác định là do một quả đồi trút xuống vì sạt lở. Và sự việc đã được báo cáo lên huyện, đang chờ huy động máy móc để có thể đào thông tuyến đường từ huyện Nam Trà My qua tỉnh Kon Tum. Hiện thì chính quyền địa phương vẫn đang rà soát để xác định có nạn nhân nào bị vùi lấp khi mà sạt lở xảy ra hay là không. Trong khi đó thì tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có nhiều vết nứt xuất hiện trên núi khiến cho người ta lo lắng sự sạt lở đất. Hiện phía chính quyền đã di dời 70 nhà dân với 280 nhân khẩu đến trụ sở xã để tránh bão tạm thời. Thiên tai làm thiệt hại gần 35.000 tỷ và 340 người chết cũng như mất tích. Đã có 280 người thiệt mạng và 66 người mất tích, cùng với hơn 850 người bị thương do các loại hình thiên tai diễn ra tại Việt Nam từ đầu năm 2020 cho tới nay. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam vào ngày 17 tháng 11 nhận số liệu thống kê vừa nêu từ Ban Chỉ đạo Trung ương về việc phòng chống thiên tai. Theo ghi nhận của Trung ương thì thiên tai diễn biến phức tạp và bất thường trong năm 2020, gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản. Bên cạnh thiệt hại về hàng trăm nhân mạng bị chết và mất tích, thiên tai làm hư hại hàng chục ngàn căn nhà và hàng chục ngàn hecta lúa cũng như hoa màu. Hàng chục ngàn gia súc và gia cầm bị cuốn trôi. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra từ đầu năm 2020 tới thời điểm hiện tại là hơn 35.000 tỷ đồng. Riêng khu vực miền Trung bị ảnh hưởng liên tiếp của 8 cơn bão từ giữa tháng 9 cho tới nay, khiến thiệt hại kinh tế được ước tính lên đến xấp xỉ 29.900 tỷ đồng.
Sau bão, bệnh vi khuẩn ăn thịt người đang đột biến ở tại miền Trung. Thưa quý vị, bệnh vi khuẩn quay mò ăn thịt người từng bị lãng quên ở Việt Nam, giờ bùng phát trở lại với tỷ lệ tử vong trung bình từ 40% cho đến 60% và hiện đang tăng đột biến ở tại miền Trung sau bão lũ khiến cho nhiều người hoang mang. Báo trong nước ngày 17 tháng 11 dẫn tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết là trong mùa bão kéo dài tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 10 đến nay đã khiến cho số lượng bệnh nhân mắc bệnh quay mò nhập viện tăng đột biến. Và theo thống kê từ tháng 10 đến nay thì Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 28 ca. Trong số các bệnh nhân nhập viện có 50% người đến từ các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, v.v. Số còn lại đến từ các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thủy thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu trên đáng báo động nếu so sánh với lại số ca bệnh mà Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị kể từ năm 2014 cho tới năm 2019, chỉ với 83 ca được chẩn đoán bệnh quay mò. Có tới 2 người bị bắt do giả danh cán bộ văn phòng thủ tướng. 2 người giả danh cán bộ văn phòng thủ tướng bị công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin ngày 17 tháng 11 và cụ thể 2 bị can có tên Nguyễn Đức Thắng và Trần Kiều Hưng. Cả 2 bị khởi tố về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. 2 người bị cho tự xưng là cán bộ của Cục Quản lý Kinh tế Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đưa ra những lời hứa hẹn giúp đỡ những người họ gặp. Tin cho biết tháng 4 năm 2016, Cảnh sát Giao thông Bà Rịa, Vũng Tàu chặn một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ trên quốc lộ 51. Hưng từ trên xe bước xuống và xuất trình tờ công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Kinh tế Chính phủ, kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ. Nghi ngờ nhân thân của Hưng, công an đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Hưng khai mua tờ công lệnh từ một người chưa rõ lai lịch để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Hưng đã bị bắt giữ và đã bị án tù. Vietnam Airlines được giúp tháo gỡ khó khăn. Thưa quý vị, Quốc hội của Cộng sản Việt Nam đồng thuận việc tháo gỡ khó khăn tài chính cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tức là Vietnam Airlines, do bị tác động bởi vì Covid-19. Cụ thể là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng được phép tái cấp vốn cho Vietnam Airlines. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin vào ngày 17 tháng 11, ngày kết thúc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14, và các đại biểu cũng chấp thuận cho phép Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Airlines chào bán thêm cổ phiếu. Và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn của nhà nước thay mặt chính phủ sẽ mua cổ phiếu của Vietnam Airlines và xác định việc đầu tư này thuộc vào dự án nhóm A. Vào giữa tháng 10 vừa qua, thì Vietnam Airlines báo cáo lỗ gần 11.000 tỷ đồng do tác động của dịch bệnh COVID-19. Ngành xuất cảng sữa và gia cầm Hoa Kỳ sợ bị Việt Nam trả đũa. Cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ cũng như việc nhập cảng và sử dụng gỗ khai thác bất hợp pháp đã khiến các mặt hàng sữa và gia cầm Hoa Kỳ lo bị hứng đòn trả đũa thương mại. Tờ Capital Press đưa tin ngày 17 tháng 11. Trong văn bản gửi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng xuất cảng sữa Hoa Kỳ và Liên đoàn Sản xuất sữa quốc gia cho biết Việt Nam là một thị trường sữa đang phát triển của Hoa Kỳ. Các công ty Mỹ kêu gọi chính quyền kiềm chế thực hiện các bước thông qua cuộc điều tra có thể làm tổn hại đến tiến độ đạt được với Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng xuất cảng trứng và gia cầm Hoa Kỳ cũng lo ngại về cuộc điều tra mục 301. Theo Hội đồng, cuộc điều tra 301 hiện tại được cấu trúc theo cách sẽ kêu gọi sự trả đũa thương mại đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ và gia cầm Hoa Kỳ sẽ là ứng cử viên có khả năng bị trả đũa. Giới chức của Hà Giang bắt một viên công an dùng nhục hình để tra tấn nghi phạm. Thưa quý vị, Đặng Thế Đông là trưởng công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vào ngày 17 tháng 11 đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra tội dùng nhục hình. Báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin cùng ngày cho biết thêm là 2 công an viên thuộc cấp của Đông là Hoàng Trọng Tấn và Nguyễn Vũ Hiệp cũng đã bị khởi tố cùng với lại tội danh. Tôi chưa biết là 3 người vừa nêu được xác định trong quá trình hỏi cung đã tát và bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của nghi phạm làm bỏng móng tay, dùng cọc số 8 treo hai tay lên tường. Tình trạng công an dùng nhục hình và các biện pháp tra tấn đối tượng tình nghi đang là một vấn đề được nhiều người quan tâm khi mà báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam ngày càng có những thông tin có liên quan đến vấn đề này và thậm chí có người bị tử vong trong đồn công an. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Kiều Trâm và Quang Trương xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.